nhất là em có quen một anh đó là chia tay và ế tới bây giờ. Mình có được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? Mời bạn Nam. Rồi đi bạn. Mời bạn nữ. Hey, chào bạn. Chúng ta sẽ giới thiệu về mình cho đối phương bên kia nghe. Em tên là Nguyễn Đức Mạnh, năm nay 29 tuổi. Công việc của em là kỹ sư cơ khí. Nguyên quán em thì ở Hà Nam, em sinh ra thì ở Yên Bái. Hộ khẩu thì đang ở Đắk Lắk. Em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Mời bạn gái. Em tên là Nguyễn Thị Thúy, 26 tuổi. Công việc hiện tại của em là giáo viên ạ. Quê em thì ở Hà Tĩnh, còn hiện tại em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia đỡ rối hơn bên đây lọc vào cổng. Bên đây có hai chỗ, bên đó tới bốn chỗ. Dạ em dạy bên giáo dục thể chất. À vậy dạ. Hả? Mình cũng rất là xinh xắn, theo như chị Tường nhận xét là quá xinh luôn á. Đúng không quý vị? À, vậy thì tại sao mình phải cần nhờ đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nè? Dạ, em đầu tư cho công việc cũng nhiều. Thời gian em đi chơi cũng ít. Em dạy bên cái khối mầm non với tiểu học á. Thì giáo viên nữ nhiều hơn giáo viên nam ạ. Mình trải qua mấy mối tình rồi? Hồi đó năm nhất là em có quen một anh thì cũng quen được hơn một năm. Sau thì cái thời sinh viên thì cũng hay cãi nhau này kia rồi. Sau đó là chia tay và ế tới bây giờ á. Thôi mối tình nó cũng xa xôi rồi ha. Bây giờ là mình muốn có một cái gì mới rồi mình tiến tới hôn nhân luôn. Dạ đúng rồi. Mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh và điểm yếu. Dạ, bạn bè hay nhờ em làm chuyên gia tư vấn về tình cảm rồi là những cái khó khăn này của bạn thì làm rất là tốt. Trời ơi. Nhưng mà chuyện của mình thì em làm không tốt. Có kinh nghiệm gì không mà chia sẻ tư vấn cho người ta? Mới có một mối tình đầu có chút xíu mà là nhân viên tư vấn tình yêu. Mình nói được mấy mối tình? Chắc cũng bộn mà. Em đã trải qua 3 mối tình. Thấy chưa? 3 mối tình rồi. Và mối tình cuối cùng của em là cách đây cũng 2 năm rồi. Bạn ơi, mình có cần tư vấn gì về tình yêu không? 3 mối tình của bạn ơi, mình có rút ra những cái kinh nghiệm gì mà mình chưa có giải quyết được không? Mình cần chuyên viên tư vấn không bạn? Dạ chắc cần đó chị ơi. Bằng tư vấn gì bạn hỏi thử đi, bên đây ta tư vấn cho. Hỏi bên kia đi. Theo bạn nữ thì tình yêu là quan trọng nhất là điều gì ạ? Dạ theo mình thì quan trọng nhất là cái niềm tin của hai người dành cho nhau. Dạ ok. Bây giờ mình ế quá, mình muốn tư vấn cho có người yêu, hỏi bạn đi làm gì? Dạ đúng rồi, nếu mà bây giờ mình đang rất ế và mình đang rất đang muốn tìm một nửa của mình á thì bạn có thể tư vấn cho mình cách nào nhanh nhất để tìm được một nửa của mình không? Đúng rồi. Cách nhanh nhất là làm sao bạn làm cho mình đặt niềm tin nhiều nhất vào bạn. Nếu có cơ hội cho mình với bạn hẹn hò thì mình sẽ chứng minh điều đó. Hay quá. Thì bạn trai có điểm mạnh và điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của em là em sống tự lập từ nhỏ, công việc gia đình em làm hết. Nấu ăn giặt giũ rồi. Giặt giũ quần áo là từ bé giờ là quần áo là tự em giặt luôn. Wow. Tự giặt đồ cho vợ được không? Bình thường thì đồ của ai lên tự giặt thì nó ok. Trời ơi, ở chung trong nhà mà đồ ai nó giặt thì tốn xà bông, tốn nước 2 lần nữa đó bạn. À, nhưng mà khi nào mà vợ mà mệt, đi làm mệt hay là bệnh á thì em có thể là giặt đồ cho vợ được. Bạn nữ mình có nội trợ bếp núc gì không? Dạ em có biết nhưng mà làm cũng có được giỏi chị. Cứ về từ từ hai vợ chồng trao đổi kinh nghiệm. Dạ. Em thích một mẫu người đàn ông như thế nào? Dạ em thích mẫu người là tầm cao 1m7, không hút thuốc ạ. Không biết bạn nam bên đó còn hút thuốc không ạ? Không, không bạn ơi. Bạn cao được mét mấy? Em cao mét 75 chứ 10. 65? Dạ. Vậy là thua rồi. Và em thích một người đàn ông là biết quan tâm, chia sẻ gia đình, tôn trọng người phụ nữ của mình cũng như là gia đình của người phụ nữ. Ok đó em, ok chứ ơi. Rồi. Còn em muốn người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là hiền lành, lấy phép với người lớn, biết cách cư xử và trung tình. Cái lý lịch trích ngang của bạn nó lòng vòng tới 4 tỉnh lận. Bây giờ nếu mà lấy nhau thì mình ở đâu nè? Thành phố Hồ Chí Minh chị ơi. Có chỗ ở chưa? Dạ có rồi chị. Ở đâu? Có ông chủ nhà xây cho em phòng ạ. Không, nhưng mà mình bây giờ cũng 29-30 tuổi rồi, mình phải tính an cư mới lạc nghiệp được chứ bạn. Dạ cái đó thì chờ sau 4 dưới thì có thể là em biết. Hả? Số số đó. Trời đất ơi, đất thách đố tôi nữa ha. Kích hoạt não tôi nữa ha. Vậy còn được, hiểu. Được, cũng được. Chờ 4 giờ rưỡi phải không? Còn giờ em chờ anh qua coi sao gì thông báo liền luôn. Dạ. Tôi không gả. Sao? Tôi không gả. Không đủ chiều cao về đi. Chị thương. Không có chiều cao nhưng quan trọng cao cái đầu được rồi. Ủa sao cần chiều cao gì vậy? Dạ tại em cũng được 1m6 rồi. Thì hay... chiều cao hơn 5 thân rồi. Đâu cần tới 1m7 như vậy. Đây ta mang dài tất 2 lắm. Bên kia nửa mang dài cũng cao vậy. Dạ, bên kia. Bà dạ. Biết nấu nướng đầy đủ giặt giũ này kia xong hết rồi. Dạ.
mình còn yêu cầu gì nữa không? Đám cưới đám hỏi phải cần bao nhiêu tiền hay là cần gói cho mình không? Đúng rồi, nói luôn đi em, mình phải có đi. Giá chứ, mình đàn gái thì ngon mà. Thì, em muốn người đàn ông nếu như mà sau này của em á tin tưởng người vợ của mình thì có thể là tài chính hay là cái gì cũng giao cho vợ hết. À, giao vợ hết hả? Được không em, giao vợ hết được không? Được anh. Được. Rồi yêu cầu gì nữa? Đi đêm bắt về mấy giờ, hàng tuần phải là có nhà mấy ngày? Dạ về đêm quá thì báo cáo lại cho vợ là đi đâu về. Có quyền tắt điện thoại hay không? Nếu mà cần thiết quá tắt sau về giải thích sau mà hợp lý thì ok. Sao dễ tính vậy? Bình thường chúng ta có chuyện ta phải tắt rồi sao? Chuyện gì? Ví dụ chuyện gì mà tắt? Thí dụ giờ họp không lẽ chỉ tắt chuông thôi chứ làm gì tắt điện thoại? Tắt luôn. Rủ vô nó nhiễu sống rồi sao? Không, nhưng mà giờ giấc thì em phải nắm. Ví dụ làm việc tới mấy giờ thì phải chia sẻ cái đó cho vợ. Em có cầm điện thoại của người bạn mình soi mói coi kiểm tra? Dạ chắc là không. Rồi mấy cái này nó nhạy cảm lắm. Dạ. Nói chung là người này cũng dễ giải lắm em. Dạ. Vấn đề chị là em á là không có kiểm tra. Không có kiểm tra. Không có kiểm tra trực báo tiếp nhưng thôi. Mà mình phải lén lén mình kiểm tra. Dạ. Trời ơi, tin đàn ông là bán nó giống như cưng. Cô giáo dễ thương lắm. Có điều gì dạ. Cần nhắn nhủ chị trước khi chị qua coi mặt không? Dạ, chị xe giùm em có hói. Cái gì? Hello. Ôi em chào chị Cát Tường. Cát Tường xinh quá. Trước mắt là không, sau mắt là chưa biết nha. Đừng có gì. Đừng có hỏi. Hỏi hả? Là em không hỏi vậy. Có yên tâm là có mắt he, biên uống ngừa, ngăn ngừa rụng tóc. Dạ. Có cái điều nào mình không thích ở phụ nữ không? Dạ, không thích phụ nữ là lăng nhăng. Mấy người đẹp ta cũng hay lăng nhăng lắm. Không có đâu. Người ta không có cố tình nhưng mà nhiều khi xung quanh ta nhiều người đeo đuổi quá, nhiều khi nó lung lay, lung lay xíu thôi. Lăng nhăng là đôi khi chỉ dùng cho một vài người đàn ông, không có dùng cho phụ nữ được. Người ta phụ nữ chung thủy lắm. Tức là người phụ nữ ở ngoài xã hội làm công việc gì thì không biết, nhưng mà khi về gia đình thì hãy là người vợ của gia đình. Nhưng mà bây giờ vợ đẹp quá, ra đường nhiều người đàn ông dòm ngó vợ mình không có lăng nhăng. Dạ, khi mà mình quen nhau thì mình tin tưởng thì đặt niềm tin vô thì ok chị. Chắc tin không? Dạ, chắc. Có ghen không? Dạ em cũng có ghen nhưng mà ít thôi chị. Có lục bóp phụ nữ kiểm tra không? Dạ không chị. Lục điện thoại? Dạ không ạ. Chắc không? Chắc ạ. Chứ nhiều anh thấy bây giờ cũng là hay lục mà lục lén lén. Mỗi người có cái riêng tư mà chị, mình không lên như vậy. Bạn có cái gì riêng tư mà không có thể chia sẻ với vợ được không? Chia sẻ được hết. Chắc ha? Dạ chắc. À được, nụ cười rất là thân thiện. Tin tưởng. Nói chung là cân đối, là không hói, nhìn trí thức. Được, nói chung là đàn ông. Rồi, tôi nhận xét nhiêu đó thôi đó, còn muốn biết thêm giờ giao lưu người thân nè. Dạ hôm nay em tới cùng với chị gái, em gái và một người bạn của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và hai anh chị. Rồi, chào em. Thì em là em họ gần gũi với chị Thúy. Thực sự chị là một người chị mà em rất là ngưỡng mộ và kính trọng cũng như là yêu thương. Tại vì chị vừa có rất là nhiều tài cũng như cực kỳ tâm lý và dễ thương và rất là tình cảm, quan tâm đến em út. Chị đến cái độ tuổi này rồi thì em cũng muốn là chị đi làm được một chuyện nhưng mà cũng tìm một tấm chồng đúng rồi. Yêu thương. Thì em thấy anh một người con trai sáng sủa. Cái cách mà anh nói chuyện em cảm thấy anh là một người suy nghĩ chín chắn và chững chạc. Cảm ơn em. Rồi em trai, em có đi với ai không? Dạ em đi với em gái ruột của em, với cả chị, với cả bạn em. Rồi mình nghe em gái ruột nói trước nha. Anh trai của em thì là một người rất là quan tâm tất cả mọi người. Em thấy chị thì cũng rất là dễ thương. Anh nấu ăn rất là giỏi. Nếu mà chị không biết nấu ăn thì về đã có anh giúp đỡ cái việc nấu ăn rồi. Đỡ quá, tốt quá. Dạ, tuy nhiên thì anh rất là sạch sẽ và kỹ tính. Trời ơi, làm bếp mà sạch sẽ kỹ tính luôn hả? Dạ. Kỳ tài hiếm có luôn nha. Dạ. Rồi, kéo màn lên cho hai bên gặp nhau. Cặp đôi này hợp lý. Kéo màn. Nào, mời bạn. Mình hy vọng tràn trề lắm nha bạn trai. Bạn phải chứng tỏ năng lực nha. Đây các bạn, cho bánh quà tặng em. Cho anh hỏi em trước nha. Em cảm nhận với anh như thế nào về cái nhìn đầu tiên? Anh thấy nhìn anh cũng lịch sự. Cũng cảm thấy là cũng dễ gần chứ không có xa. Cảm ơn em, nhưng mà hồi nãy em nói em chiều cao em đòi là 1m70. Nhưng mà anh có 1m65 thì cái đó có ok, có được không? Dạ, đó là cái yêu cầu chung thôi. Còn nếu mà cảm thấy hai người đã hợp nhau thì điều đó không quan trọng. Anh thấy em sao? Em rất dễ thương. Nếu như mà lựa chọn người phụ nữ giữa vẻ đẹp tâm hồn với hình thức á, thì anh sẽ thiên về cái gì hơn? Thiên về vẻ đẹp tâm hồn hơn. Tại vì hình thức có thể bây giờ đẹp nhưng mà sau này nó không đẹp mãi được. Tuổi xuân mình đâu có đẹp mãi được đâu. Nhưng mà mình sống với nhau là sống cả đời, sống đến già luôn. Thì cái tâm hồn nó quan trọng hơn. Tại vì mình yêu thương nhau mới yêu thương, mình mới gắn bó với nhau hết cuộc đời được. Anh cũng cùng quan điểm với em. Rồi, các bạn hãy nhìn nhau khoảng 15 giây và nói lên những cái điều gì mà mình đang suy nghĩ về tình yêu. Bắt đầu.
Em xin hát đoạn được không anh? Được, được. Được, hát đi. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đãi cá cao sang lụa là gấm nhung vàng son. Em ơi anh tìm người yêu không ước mơ cao. Em ơi anh tìm người yêu thương mãi tranh chiều. Mãi đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao ta phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Chanet rồi ơi. Dạ em thấy bạn Nam hát rất là hay ạ. Để đáp lại tình cảm của bạn Nam thì em cũng xin hát một bài. Rồi, đó là bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn nghe anh. Yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài. Và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa. Ta cùng nhau mãi bước chung đời trên lối về. Rồi. Bây giờ ngưng đi, ngưng đi, hai người đi hát karaoke đi. Cặp đôi này là giành micro nè. Hai người đi hát karaoke được rồi đó. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định bấm nút hay không bấm nút. Nút được đâu vậy? Tìm nút đi. 3 2 1 hết thời gian. Trời làm lẹ quá vậy anh Linh. Lẹ luôn. Tôi thấy rằng trong ánh mắt các bạn lung linh rạng ngời. Và tôi chắc là cơ hội đó sẽ được nhân lên gấp bội nếu như chúng ta đi xem phim và tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nắm tay nhau một cái đi bạn. Đó. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island, gửi tặng cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bây giờ bạn có thể hôn cô gái ấy. Hôn nha. Xin xỏ gì nữa, không lẽ tao nói không rồi sao? Nói không rồi sao? Không được chưa? Gần trúng rồi. Không được. Mới gần trúng à. Phải trúng mới được. Đúng chưa? Thấy sao? Thấy tim nó đập loạn xạ. Sắp nhảy ra ngoài. Chúc cho những nụ hôn sẽ nồng cháy. Chúc cho tình yêu các bạn sẽ được nảy nở sinh sôi. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì 3 đến 6 tháng như thế nào đó. 3 đến 6 tháng. Được chị Cát Tường ơi. Chúng tôi luôn luôn mong muốn cái hình ảnh hai trái tim màu đỏ chạm nhau đó quý vị. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm nụ hôn cho cặp đôi thứ hai. Thả màn. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ, bạn hãy giới thiệu về mình. Em tên là Lê Thủy Tiên. Em năm nay 29 tuổi. Và em quê ở Bạc Liêu. Đang làm việc ở thành phố Cần Thơ. Và em làm nhân viên văn phòng. Và có đi dạy anh văn ở các trung tâm. Em làm ở trường cao đẳng Cần Thơ. À, là từ Cần Thơ lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin giới thiệu là em là Quỳnh Nhân Nghĩa. Quê ở Cà Mau nhưng làm việc ở tại tỉnh Bạc Liêu. Ủa gì kìa? Chỗ làm việc của em là Sở Học Công Nghệ tỉnh Bạc Liêu. Người Bạc Liêu thì làm việc Cần Thơ. Người Cà Mau xuống Bạc Liêu làm việc. Giờ hai người hẹn hò thành phố Hồ Chí Minh. Chàng trai cũng sáng sủa, sạch sẽ. Tại sao lại ế? Cái quan niệm của em á anh Linh, cái người đàn ông là phải lớn tuổi, phải chững chạc mới cưới vợ. Nhưng mà em thấy em lớn rồi, em thấy em ế luôn. Nếu mà vừa ý thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân? Em thì tuổi cũng lập gia đình được rồi. Em nghĩ nếu tìm hiểu mà thấy hợp ý thì thời gian không quan trọng. Có thể 3 đến 6 tháng hay thế nào đó. 3 đến 6 tháng? Nếu mà thấy hợp á. 3 đến 6 tháng bạn chuẩn bị kịp không bạn Nam? Được chị Cát Tường ơi. Rồi ok. Anh chuẩn bị được gì rồi anh? Chuẩn bị về tinh thần là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kinh phí sẽ chuẩn bị đám cưới. Giờ lấy nhau về ở Bạc Liêu hả? Cà Mau. Cái môi trường ở đâu thì mình thích hợp thì mình sống đó. Cái đó mình sắp xếp sao anh Linh? Ý em thì muốn lập nghiệp ở Cần Thơ. Về quê hương thì chắc cũng không thành vấn đề ạ. Nhưng bây giờ hẹn hò sao ta? Bao lâu mình gặp nhau được một lần bạn? Thì một tuần em lên lịch. Coi như mình hết cái chuyện hành chính của mình rồi mình lên. Rồi vậy được rồi. Trời, hợp lý. Bạn có điểm mạnh điểm yếu gì giới thiệu cho bạn trai nghe luôn.
làm việc rồi rất là nhiệt tình, vui vẻ, biết nấu ăn, thích trang hoàng, trang trí nhà cửa, là một người phụ nữ của gia đình. Rồi. Dạ. Điểm yếu của em thì là em hơi dễ giận, năng nỉ, nhưng mà nếu mà chân thật, thật tình với em thì là có thể là em không có để bụng. Rồi. Bạn trai. Điểm mạnh của em là rất là năng động, có chí cầu tiến. Còn cái điểm yếu của em là em hơi nóng tính chút xíu. Tự nhiên nói tới cái điểm yếu cái nó nhỏ xuống à. Bây giờ bạn nữ muốn tìm một mẫu người chồng tương lai như thế nào? Là một người bản lĩnh, chững chạc, chín chắn, tâm lý, rồi biết chia sẻ, yêu thương, chăm sóc gia đình. Phải cao nữa chị. Cao bao nhiêu? 1m7. Bạn trai cao bao nhiêu vậy? Em 7m3 chị Cát Tường ơi. Bo cho em thêm 3 phần. Bạn nhắm bạn đạt được bao nhiêu phần trăm? Đạt hết á, anh thấy này đạt hết á. Đạt hết, có nổ quá rồi. Không có nổ, trời ơi còn hơn nữa. Rồi điểm gì bạn không thích ở người bạn nam, bạn trai? Nói nhiều, nổ quá chị. Rồi xong. Nổ là sao? Nói về bản thân mình mà nói lố à. Đôi khi người ta cũng phải khoa trương tí xíu chứ. Tôi coi nhìn cái tôi biết có nổ hay không liền à. Trời ơi. Chị Cát Tường đẹp quá. Cái này là dép hay dài? Cái này vừa dài mà vừa dép luôn chị. Tại vì mang cái này cho nó cái gót cho nó thoáng chút khi mưa á. Rồi hồi nãy bạn nói là bạn chuẩn bị hết trơn á, trọi luôn. Kinh phí có sẵn là có được bao nhiêu? Cả 100+ triệu. Được ha. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái thôi tính nói cho mượn tiền kỳ quá. Cho mượn em thì em cũng cho mượn luôn. Dạ dạ em cho mượn liền cũng được. Rồi làm quá tôi sợ không? Không mượn làm quá. Rồi thiệt luôn kìa. Nghe công tử Bạc Liêu chưa? Trời ơi, dạ. Có tiền nhiều lắm á. Trời ơi, dữ luôn. Nói sao có sao nói vậy chứ mình không hề nổ phải không? Dạ, em không có nổ. Bạn gái rất hay giận. Vậy ví dụ bây giờ bạn gái giận em năn nỉ như thế nào? Em có cái chiêu của em. Chiêu gì? Nói gì cho một chút hơi tiếu tiếu chút vậy đó. Cái em nói thôi vậy đi ăn với anh hoặc là đi siêu thị hoặc là mua quà. Thật, cái vế sau là được rồi đó. Còn cái nữa mà em chưa biết nữa. Bạn gái mà giận á hả? Cho bạn gái. Hát cho bạn gái. Thôi bây giờ giả tỷ bạn gái đang giận hát thử rồi. Như chim phiêu bạc phương trời, mai anh về ghé xuân cổ đô, đăng trời ngợi lên sắc thắm, gió xuân mơ màng đầy đưa mấy cành đào tươi, nắng xuân là đà rụng trên bờ dải mái tóc, dáng em thon dài má hồng thắm nụ cười duyên. Vô em ơi, tôi không phải kẻ tình si, cũng không phải là lãng tử mướn đó đào kia để tương tư hình bông, mà chỉ bần khuân với trái tim rung động khi lần đầu tiên hạnh ngộ với hoa đào. Đó giờ tôi mới thấy cái giọng ca ngọt ngào, giọng cổ lên chương trình mà muốn hẹn hò đó. Dạ, em cảm ơn chị. Được cực, hay không? Rồi đến qua coi tình hình đàn gái sao ha. Ồ, chào em. Dạ. Nãy nghe ảnh hát cải lương có xào xuyến có gì không? Dạ có anh. Có biết cải lương không? Dạ biết. Lên câu dòng cổ cho anh nghe anh giật mình cái coi. Bạn nam song ca với em được không ạ? Song ca để hồi đi. Hát bài gì vậy? Bài gì? Em hát bài Chợ Mới. Dạ. Em thuộc Chợ Mới không? Em đáp ứng luôn. Rồi. Trời ơi, xuất sắc luôn. Thôi vậy ổn rồi đó. Rồi. Em có đi với người thân không? Cũng được. Rồi em đi với ai? Em quan trọng em nhìn thôi. Út ơi, Út thấy sao Út? Thì Út thấy bạn nam ở đây cũng được, cũng vui vẻ, sáng sủa. Còn chọn hay không thì còn tùy vào cảm xúc của con. Mà Út thấy thì Út ok. Út là chịu rồi đó. Rồi em đi với ai em trai? Em đi với người chị của em. Rồi. Em gái bên đây thì cũng được, cũng sáng sủa. Thì theo gia đình á, kiếm được dâu là chung thủy. Dạ. Với lâu dài, tại vì đứa nào cũng lớn tuổi hết rồi. Rồi đúng rồi. Cảm ơn. Hai bên nó gặp nhau vừa mở màn lên là lên coi vòng cổ liền nha. Đừng nói lối, vô cái vòng cổ liền ha. Em quên cái chữ đầu rồi. Trời ơi. Em nhắc chữ đầu rồi em gái. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi. Nào, kéo màn. Chúng tôi yêu nhau đã 6 năm rồi mà chưa thành chồng thành vợ. Cha thì gật đầu, mẹ lại quay ngang rồi bảo
Thằng Tâm có tánh cọc cằn, sợ sau này con Hồng bị nó ăn hiếp, nên ba cứ dùng dằn chưa chịu cho hai đứa cùng nhau kết nghĩa châu chân. Làng xóm bàn tới bàn lui, anh buồn thật là buồn. Từ cái bữa nhà anh qua giam hội, thấy mẹ lắc đầu em cũng thôi giặt áo ở bờ sông. Khi có lệnh tòng quân. Sao anh không cho em biết? Anh chỉ sợ cái tiếng lắc đầu và một tiếng không, rồi mình cứ ngó mong nói chuyện lòng vòng, chỉ sợ buồn cho người đi kẻ ở. Được rồi. Hai người về nước kẹt quá, lập đoàn cải lương đi hát. Anh cảm nhận về em như thế nào? Em dễ thương, hình dáng thì cũng mảnh mai, cười có duyên, mặt có hậu. Trời ơi. Nãy giờ tôi ngồi bảo là tôi chưa nhìn ra, mà đang nhìn cái ra liền vậy đó. Quan trọng là tại vì em biết nhìn người lắm. Dạ, cái tướng đi và mặt mày sao em nhìn lắm. Rồi bạn bạn đứng lên vòng. Hồi đó giờ toàn bạn trai đứng, bạn gái coi, bên đây mình ngược lại rồi. Coi tướng chị. Không, rồi sao tướng, tướng rất là tốt chị. Mấy đứa? Đẻ hai đứa. Đẻ hai đứa hả? Em giận tướng chị còn đẻ được đứa nào nữa không? Còn chị, còn cả một đứa nữa. Ờ vậy cảm ơn em nha. Rồi anh có, em có nhận xét gì anh đó? Dạ, ấn tượng ban đầu là có cảm mến. Có cảm xúc không? Dạ. Anh cũng ấn tượng ban đầu đối với em như vậy. Dạ. Anh có vợ thì tiền ai giữ anh? Tất nhiên là tiền cho vợ, vợ phải giữ. Có một chút gì để giao lưu với bạn bè thì dạ, để cho anh. Bao nhiêu phần trăm? Ví dụ như 10 thì em 7 anh 3 thôi. Theo như chị đó, giờ chị tư vấn cho mấy bạn nữ là 82. Tại vì á, em chỉ có đi giao thiệp, còn nữ người ta lo hết mọi thứ rồi, dạ, đi dành đốm nao ốm đau bệnh hoạn nhà nữa. 82 triệu, trời, nó lại 64 thôi em, phải trả giá cho phải. Nhưng mà 82 là hợp lý, nhưng mà có 10 ngàn chút xíu cũng không có sao. Tiền bạc bạn vợ giữ đúng không, rồi con ai giữ? Em giữ. Trời, đừng có nổ nha. Dạ thì con em giữ, chứ em không lẽ để cho anh Linh giữ. Lành quá. Mình lanh nhưng mà mình lanh phải đúng, chứ mình lanh sai á là cái đó ta bẻ ba lanh chanh. Lách chách cái kiểu đúng như rồi. Là lanh mà. Này là lanh lợi. Dạ đúng rồi. Thường thì ở nhà khi mà anh lập gia đình thì anh có chia sẻ những công việc gì với vợ không? Có, anh là đa nghệ thuật, nấu ăn rất là ngon. Cái tính anh rất là kỹ lưỡng. Từ công việc cho đến sinh hoạt gia đình đầu này nọ phải kỹ lưỡng. Quần áo đâu đó phải thẳng băng cho anh. Vậy là ông gọi là đa nghệ thuật. Anh đi lên làm gì? Anh đi xe. Rồi chút về dưới luôn hả? Dạ. Mời dì với em là đi về chung với anh được không? Vậy em ạ. Vậy ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy mừng con mừng hơn. Vậy là em về một mình. Dạ em về. Vậy xin gì đi? Vì bữa nay chương trình bạn muốn hẹn hò thì nói chung được gặp gì, con xin phép là cho em ở đây về chung với con, rồi tới Cần Thơ rồi cho em xuống. Tới Cần Thơ là cho em xuống. Vậy quê ở Cần Thơ mà anh nên. Trời ơi, tự nhiên chở Cần Thơ bỏ xuống vậy thôi à. Đưa em xuống dạ, nhà vậy. Đưa em vào nhà. Chị đồng ý đưa cho Tiên đi tới nơi và tới chốn là được rồi. Dạ. Cảm ơn chị nhé. Rồi. Như bữa nay ngày tốt của em. Ngày tốt. Tốt. Đi có bao ngày nè. Dạ. Thôi được rồi, để coi tao có bấm đúng không cái nãy nghe. Rồi, chuẩn bị. 3 2 1 Hết thời gian. Thôi được. Trời ơi, sao tôi hồi hộp quá. Tôi tưởng không đĩa, không lên được chứ. Không có nãy chuối là cái kia không lên rồi. Sao chậm vậy bạn? Em nhấn không vô. Thấy chưa? Tay đi. Đã đồng ý bấm nút là phải chấp nhận hôn với nhau. Trời ơi, ông nắm tay, ông ghi bên đây lại, bên đây ông hạch vô nữa. Trời ơi, ông này ông ghê lắm. Gửi những chiếc vé xem phim. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng với các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, em xin cảm ơn. Rồi, phải hát cho nghe rồi nữa nha. Về Cà Mau luôn nha.
Mới quen được bao lâu? Chưa được một năm. Chưa được một năm. Mới trong giai đoạn tìm hiểu. Cát Tường xin chào quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt hẹn ăn trưa. Và ngày hôm nay thì chúng ta có một không gian rất ấm cúng tại nhà hàng Banana Leaf Sài Gòn Restaurant. Và người chơi đã xuất hiện rồi quý vị ạ. Bây giờ Tường sẽ ra ngoài mời cô gái ngày hôm nay xem là cuộc hẹn hò như thế nào quý vị nhé. Đợi chị Tường chút xíu nha em trai. Dạ vâng, chào chị. Rồi. Đây, ghế đây, ngồi xuống nha. Rồi, chúng ta có thể mở mặt nạ ra được rồi nha. Em chào chị. Bây giờ thì hai bạn tham gia chương trình đã ngồi vào vị trí của mình rồi ha. Chúng ta sẽ giới thiệu thật là lớn, thật là rõ ràng để cho người bạn bên kia, cái trái tim của mình có thể nghe rõ được những thông tin về mình. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên đấy. Mình là Hoàng Văn Đương, năm nay 34 tuổi. Quê của mình là Nam Định và hiện tại mình đang làm ở như Sài Gòn. Làm ở đâu? Em làm ở Hóc Môn chị ạ. Mà làm về cái gì? Em là thiết kế ở bên công ty quảng cáo. À, em vào Sài Gòn lâu chưa? Em vào được 3 năm rồi. Quê Nam Định, 34 tuổi. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, em chào anh ngồi bên kia. Em tên là Ngọc Lan, năm nay em 33 tuổi. Em đến từ Đồng Nai và hiện tại em đang làm việc tại Bình Dương. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Những điểm mạnh, điểm yếu của em gái là gì nè? Điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ, chăm sóc gia đình. Điểm yếu của em là hơi nhỏ con và em hơi rụt rè. Không sao hết, phụ nữ rụt rè là tốt. Người ta nói là yểu điệu thục nữ, quân tử mới hiếu cầu. Rồi còn em thì sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là cái gì? Em thì điểm yếu nói chung là cũng tương đối là nhiều. Điểm yếu nổi trội nhất đó là em hay sống nó thiên về tình cảm quá. Nhiều khi là mình cứ giữ những cái gì đó nó giống kiểu nỗi buồn ở trong mình ấy. Mình không bật ra được. Thứ hai nữa là mình có cái tính cả nể quá. Cho nên nhiều khi là mình toàn là người bị thiệt thôi. Thật ra những cái đó thì nó cũng tốt nhưng mà cũng vừa thôi. Trong mọi hoàn cảnh lúc nào mình cũng như vậy thì đúng là có lúc mình sẽ nhận cái thiệt thòi. Nhưng mà thôi không sao em à. Cứ là người tốt thì chắc chắn là dù sao nó cũng hơn người xấu đúng không? Dạ đúng. Rồi điểm tốt của em? Cái điểm mạnh của em thì em thấy là nói chung em tính toán nó thì nó nhanh. Về con số hay là về mọi việc? Về con số chị ạ. Sự cảm nhận của em về cái lời nói với lại khuôn mặt của người đối diện là nó cũng là tương đối nhanh. Thế em cảm nhận về chị như thế nào? Tất nhiên là chị phải là người cá tính rất là mạnh. Có biết coi hậu vận không? Em không dạ. Thế còn em gái mình có trong cuộc sống mình có sợ cái gì không? Mình có sợ điều gì không? Em là một người sống tình cảm cho nên là đôi khi tin người quá cái bị lừa dối tình cảm. Mà có bị lần nào chưa hay là mình mới sợ thôi? Sợ thôi chứ. Sợ những người mà sợ vậy là những người sẽ phòng thân. Mà nếu phòng thân thì có nghĩa là sẽ không có bị. Dạ. Vậy còn tình duyên thì sao nè? Em có hai mối tình. Lý do em chia tay là do bạn nam không có chính kiến và phụ thuộc quá nhiều về gia đình. Mà quen được bao lâu? Chưa được một năm. Chưa được một năm. Mới trong giai đoạn tìm hiểu chị. Có tính tiến tới hôn nhân gì chưa? Dạ chưa. Thế còn em? Nếu mà nói về tình trường thì của em nó trải dài tương đối là lâu và xa. Từ cái hồi lớp 8 thì mình đã biết rung động trước các bạn nữ giới rồi và cũng để ý một vài bạn chứ không phải một bạn ở trong lớp. Vậy là tốt. Dạ. Giới tính được xác định rõ ràng từ sớm. Dạ. Nhưng mà do cái lúc đấy giống kiểu mình dậy thì nó chưa bật được, chưa đẹp trai như bây giờ cho nên ý là giờ anh đẹp trai đúng rồi đó cưng. Dạ. Cho nên các bạn ấy cũng tỏ thái độ là không đồng ý và sau đó lên cấp 3 thì đẹp dần lên rồi ha. Và cũng cái level của mình nó cũng lên rồi. Dạ. Cho nên là cũng để ý cô giáo dạy văn. Thôi dám để ý tới cô giáo luôn hả? Là lúc đó lớp mấy? 12 chị ạ. 12 là thua chị rồi, chị học lớp 10 đã mê thầy dạy văn. Nhưng mà cái đường tình của em nó ở cái điểm cuối nó không được trọn vẹn. Em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi. Rồi nó kết hôn bao lâu? Chúng em tìm hiểu thì khoảng 3 tháng là kết hôn. Nhanh quá vậy. Nhà em với nhà vợ cũ thì cũng gần nhau. Rồi kết hôn được bao lâu? Chúng em kết hôn thì được 5 năm. Dạ, thế 5 có năm. Cháu nào chưa? Em hiện tại đang nuôi bé trai. Nuôi bé trai mấy tuổi? Năm nay bé được 7 tuổi rồi chị ạ. Thường con nhỏ thì mẹ nuôi chứ. Có thể là cái hoàn cảnh của em nó đủ điều kiện để nuôi bé hơn so với lại mẹ của bé. Nhưng mà lý do tại sao mình kết hôn nhanh vậy? Có cái lý do gì đặc biệt không? Dạ, em kết hôn ấy thì thực ra thì cái sự mai mối là nhiều chứ tình cảm thì cũng có nhưng mà không phải là nhiều lắm. Em nghĩ gặp kết hôn là phải từ hai phía. Dạ đúng. Thế thì em nghĩ là từ phía vợ em mạnh hơn hay từ phía em mạnh hơn? Và cái lúc đấy thì cái tình cảm của em nghĩ là tình cảm của em dành cho vợ là nhiều hơn là vợ dành cho em. Thế thì một cuối cùng nguyên nhân tại sao mình chia tay trong cái thời gian mà
bọn em mới sanh em bé được 1-2 tuổi ấy. Em cũng đi làm, nói chung là mình đi làm mình mải lo công việc quá, không có thời gian để chăm lo cho gia đình nhiều. Rồi vậy mà chia tay. Cho nên không níu kéo được hả em? Khó quá chị ạ. Không níu kéo được. Thế mình chia tay bao lâu rồi? Em chia tay đến bây giờ là được 3 năm rồi. Có còn liên lạc gì với nhau không? Ít lắm. Bạn ấy có thăm con trai không? Bạn ấy bây giờ đang ở ngoài Bắc chứ không phải trong đây, cho nên cái thời gian là thăm là không có được. Không có. Dạ. Hai cha con sống với nhau có vất vả lắm không? Gà mái nuôi con đã vất vả rồi thì gà trống nuôi con còn vất vả hơn nhiều chị ạ. Thế em đang sống với con với ai nữa? Em đang sống với con với lại anh chị nhà bác rồi mấy anh chị em trong nhà nữa. Hôm nay ví dụ em tham gia chương trình hẹn hò để tìm bạn gái, tìm người vợ tương lai, vậy thì con em nó biết không, nó có ý kiến gì không? Tối hôm qua em có nói với mẹ bé, nói là nay bố đi tìm mẹ cho con, thì bé cũng cười và cũng gật đầu. Em nghe hoàn cảnh bạn trai vậy em có suy nghĩ như thế nào? Dạ em thấy bạn em là gà trống nuôi con, em cũng thấy đồng cảm cho anh đó, tại vì thường là mẹ sẽ là dành nuôi bé. Nhưng đồng mà đồng cảm là một chuyện, nhưng mà em có thí dụ mình hợp nhau, em có sẵn sàng để phụ giúp anh ấy trong cái việc chăm sóc con của ảnh không? Quan trọng là anh đó có đủ để làm em tin tưởng, để em có thể cùng anh đó vun đắp một cái hạnh phúc mới cùng với con của anh ấy hay không. Ok, em mong muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Em muốn một người chồng biết chăm lo cho gia đình, có chí cầu tiến, biết lắng nghe và chia sẻ. Về ngoại hình thì đừng có bụng phệ, dễ nhìn là được. Dễ nhìn ha, ảnh đó đẹp trai đó, nhớ không? Chị thấy thì hai bạn cũng hợp với nhau đó. Còn quan trọng là cái tình cảm với là cái cảm xúc, thì hai bạn phải tìm hiểu nhau thêm. Thế còn em mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Thứ nhất là em nghĩ là người biết hướng về gia đình, chứ không phải luôn đăm đăm về công việc hay là cái một cái vấn đề gì khác ngoài xã hội cả. Thứ hai nữa, cái sự đối nhân xử thế của bạn, em cần là điều đó. Về ngoại hình, em mong muốn như thế nào? Em thích một mẫu người mập mập một xíu chị ạ. Chứ gầy quá thì mình lại mất công, mình lại vỗ béo lên mất thời gian. Em hơi bị ốm. Em là nhỏ con chứ em không ốm. Dạ. Em là có da có thịt đó, nhưng mà em hơi nhỏ con thôi, không hề ốm nha. Yên tâm, chị thấy cặp đôi này có vẻ là hợp với nhau đó. Các bạn có đem hình ảnh theo không cho chị Tường coi với? Dạ. Tôi nhìn hình tôi còn tìm không ra. Đây, tìm đi, có cổ trong hai tấm hình đó là có cổ đó. Có ảnh chồng này dễ nè, bốn anh mình có thể là cận zoom tấm hình ra là mình có thể xem được nè. Bạn ấy đâu, đoán thử coi. Em nghĩ là bạn mặc áo hoa nè. Bạn mặc áo hoa. Dạ. Bạn mặc áo hoa rồi, trên đây là bạn nào đâu? Bởi vì hai bức ảnh này hơi khác nhau cho nên cũng khó nhận ra. Nhưng mà phải có cô ấy trong cả hai tấm hình. Thì em lựa nhỏ con ha. Dạ. Rồi em cầm đi, em coi thử coi hồi mình đoán đúng hay không nha. Em đoán là ảnh không? Dạ, em đoán anh này. Xuất sắc rồi, cầm đi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim ra nè. Ai đoán sai chắc bị phạt quá. Để cho đối phương muốn phạt gì phạt nha. 1, 2, 3. Rồi, phụ nữ lúc nào linh cảm cũng chuẩn xác hơn nha. Em có bó hoa tặng em. Chúc em luôn đẹp như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em nhiều nhé. Dạ. Sao? Thấy mình sai chưa? Có sai. Anh nghe cái giọng nói thì em nghĩ bạn này là có cái khuôn miệng là rất là đẹp. Dạ. Nhưng bạn ấy nói là bạn ấy người nhỏ nhỏ, nhưng mà em thấy bạn ấy đứng lên cũng là cao ấy chứ. Đâu có nhỏ dạ. Đâu, vừa bạn mà đâu có ốm đâu đúng không? Dạ, đúng hay rồi. Là có da có thịt đó, thấy chưa? Là tại bạn ấy đang là để lừa thử em xem như thế nào rồi. Quan điểm về hôn nhân của em là như thế nào? Quan điểm hôn nhân của em thì gia đình là một cái chốn bình yên, và mình đừng để mất nó trong bất kỳ một cái giá nào cả. Nếu như ba mẹ em biết em quen một người bạn trai để tiến tới hôn nhân mà đã đổ vỡ, có con riêng rồi, thì em nghĩ suy nghĩ của ba mẹ em như thế nào? Có lần em cũng có đề cập với mẹ của em, nếu như mà sau này con có gặp một người nào mà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân thì gia đình có chấp nhận hay không? Thì mẹ em nói là quan trọng là cái tính cách người ta đối với mình như thế nào, có yêu thương mình thật sự hay không. Nhiều người người ta lại sợ, người ta lại đặt cái dấu chấm hỏi là như anh đó hay chị đó đã có đổ vỡ trong hôn nhân rồi, chắc người ta phải có cái gì đó sai, người ta phải có cái lỗi lầm gì thì người ta mới bị chia tay. Em có nghĩ như vậy không? Dạ có chị. Khi mà mình có muốn tìm hiểu thì mình cũng phải coi nguyên nhân của cái cuộc chia tay đó là gì. Nếu như mà mình cảm thấy là
cái nguyên nhân đó không phải là lỗi hoàn toàn do anh thì mình có thể chấp nhận được. Thật ra thì chị Tường chỉ nói vậy thôi, hai bạn sẽ tự tìm hiểu với nhau nhiều hơn. Nhưng mà với kinh nghiệm của chị Tường á, chị Tường nghĩ như thế này, trong một cái cuộc hôn nhân mà có đổ vỡ đó, bao giờ cũng lỗi từ hai phía. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn tâm sự riêng với nhau chút xíu. Chị Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức một buổi trưa thật là ngon miệng tại nhà hàng Babana Leaf Sài Gòn Restaurant nhé. Đây là bún đậu mắm tôm rau kinh giới. Chà, cái món ăn này mà hai bạn ăn xong rồi tìm hiểu nhau, đi coi phim rồi hôn nhau là tuyệt vời luôn. Nói chứ thưởng thức nha, rồi tâm sự với bạn ấy ha. Một chút xíu chị Tường quay lại nha. Dạ. Rồi mời hai bạn. Anh mời em. Dạ. Mời anh. Cái công việc chính của em là gì vậy em nhỉ? Dạ em là quản lý đơn hàng anh. Em theo đơn hàng trong một công ty may mặc. Thì anh nghĩ là em phải là một người có trí nhớ những con số chắc là rất là tốt đúng không? Dạ cũng hơi được. Cái đó khả năng là giống anh ở cái vấn đề là nhớ những con số. Dạ. Anh mời em đi đã. Dạ mời anh ạ. Hiện tại là anh đang làm ở Hóc Môn ạ? Đúng rồi, em làm ở Hóc Môn. Hôm nay anh đi đây rồi con trai anh không cho bé theo. Bé lúc anh đi thì bé còn đang ngủ, còn chưa dậy em ạ. Dạ. Lỡ như mà con anh không chấp nhận, nói là không muốn có thêm một người mẹ mới nữa thì anh sẽ xử lý như thế nào? Bước đầu thì trẻ nhỏ thường đa số nó không đồng ý vấn đề đó. Trẻ nhỏ nó cũng có cá tính của trẻ nhỏ, nó cũng có những cái không gian riêng tư của nó và nó cũng có những cái người mà nó thân quen rồi. Bây giờ tự dưng một người mà mới đến thì tất nhiên là trẻ nhỏ nó sẽ tỏ thái độ là không đồng ý. Và anh nghĩ rằng anh cũng có cái phương pháp, nếu như chúng ta hẹn hò anh cũng có phương hướng để làm cho con nó hiểu hơn. Cái phương pháp anh nghĩ là thực tế nhất là mình quan tâm đến trẻ nhỏ nhiều hơn, dần dần nó sẽ thấy rằng thêm một người mới là cũng là thêm một mối quan hệ mới cho gia đình. Anh hỏi thật là em có ngại vấn đề anh có con riêng không? Em nói thật lòng là em cũng có hơi ngại, tại vì một đứa bé 6-7 tuổi là cái tuổi phát triển tính cách, cho nên là rất là khó để bé có thể là chấp nhận một người lạ. Hai người được cùng cố gắng hoặc là anh sẽ có hướng như thế nào đó thì em nghĩ là sẽ vượt qua được. Cái hoàn cảnh của anh, nhiều khi anh nghĩ rằng anh là một trường hợp là tương đối đặc biệt. Bởi vì khi mà cái chuyện hôn nhân đổ vỡ thì con cái nó thường theo mẹ. Nhưng mà đối với anh nghĩ rằng đó là giọt máu của mình. Mình cần phải đem hết cái tình cảm và những cái gì mình có để tạo dựng tương lai tốt đẹp cho con. Còn cái chuyện mà đổ vỡ hôn nhân đó là chuyện của người lớn. Không thể nào là mình áp đặt vào con là vì con mà bố phải như thế này. Hay là khi anh đổ vỡ rồi anh không thể nói rằng bố nuôi con rất là cực khổ, là giống như kiểu là một cái gì đó nó ở sau lưng bố không thể thoát ra được. Điều đó là anh không muốn suy nghĩ đó, anh nói thật vậy. Được cái lúc mà anh quyết định anh chăm con ấy, anh cũng tưởng tượng đến cái hoàn cảnh là anh đi bước nữa sẽ rất là khó khăn. Bởi vì không nhiều phụ nữ mà chấp nhận được cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà anh vẫn làm, vì đó là cái thể hiện tình cảm của mình dành cho con. Anh có thấy em giống những cái mà yêu cầu mà anh đặt ra không? Em giống tới tầm khoảng 90%. Từ cái cuộc mà hôn nhân đổ vỡ thì anh có rút ra được là lý do tại sao và có thể tránh được trong tương lai như vậy không? Anh rút ra được rất là nhiều thứ nên làm và cũng như là nên tránh. Cái bài học rút ra lớn nhất ấy là mình nên có một sự trao đổi với người bạn đời của mình. Dù rằng cái sự trao đổi đó có thể làm cho bạn đời của mình nó không được vui như nào, nhưng mà nếu cần thì mình hãy nên trao đổi. Thứ hai nữa là mình khi về nhà thì mình hãy nên hòa mình vào cái không khí của gia đình, chứ không phải là mình đi làm về mình gác chân mình bảo chứ là em dọn cho anh cái này, dọn cho anh kia ra ăn cơm, đâm ra cái không khí gia đình nó không có. Em cũng muốn là hai vợ chồng cùng giúp nhau san sẻ công việc nhà, chăm con. Tùy theo từng trường hợp mà mình nên có cấp bậc, nhưng đa số thì mình lên ở cái vị trí nó hòa đồng thì nó sẽ tốt hơn cho sự phát triển. Sao mắm tôm ngon không? Dạ cậu, ngon chị. Tôi cũng thèm ăn mắm tôm lắm, mà ăn mình buồn lắm, ăn mắm tôm với ăn hai người. Nãy giờ chị Tường cũng có lắng nghe câu chuyện của hai bạn. Ví dụ chị hỏi vài câu ha, nó có hơi tế nhị, nhưng mà vì hồi nãy giờ chị cũng có ngồi trò chuyện với mẹ em ở bên ngoài thì em yên tâm là mẹ cũng
tán thành giống như ý của em nói lúc nãy với chị. Có lần em cũng có đề cập với mẹ của em, nếu như mà sau này con có gặp một người nào mà đã từng đổ vỡ trong hôn nhân thì gia đình có chấp nhận hay không, thì mẹ em nói là quan trọng là cái tính cách người ta đối với mình như thế nào, có yêu thương mình thật sự hay không. Khi mà mình có muốn tìm hiểu thì mình cũng phải coi nguyên nhân của cái cuộc chia tay đó là gì. Nếu như mà mình cảm thấy là cái nguyên nhân đó không phải là lỗi hoàn toàn do anh thì mình có thể chấp nhận được. Ăn thua là hiện tại em như thế nào, tương lai em lo lắng cho vợ con em ra sao. Chứ chuyện quá khứ thì đôi lúc cái sự không may mắn là không ai mong muốn. Thì chị cũng có ngồi chia sẻ với bác gái bên ngoài là như vậy. Thế chị hỏi em một câu nữa, chắc chắn là khi tiến tới hôn nhân mình phải sanh con nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu có một cái sự cố xảy ra giữa vợ em, con riêng của em và con chung của hai vợ chồng thì em sẽ giải quyết như thế nào? Cái chuyện mà con chung với con riêng thì sẽ có cái sự xung đột trong cuộc sống. Nhưng mà anh nghĩ rằng anh đang nói vấn đề con riêng của anh nhé. Còn con chung thì không nói rồi. Nhưng vấn đề con riêng, cái điều quan trọng là để cho con nó cảm nhận được cái tình cảm của một người mẹ tiếp theo, tức là người bạn đời sắp tới của ba đó như thế nào. Anh sẽ cố gắng cùng với em vun đắp cái tình cảm cho con nó được tốt hơn. Con của anh thì bây giờ nó cũng vắng mẹ mấy năm rồi, nó thiếu thốn tình cảm của một người mẹ, của một người phụ nữ là rất lớn. Anh rất mong là nếu em về chung đội với mẹ bố con anh thì anh mong em sẽ là người vun đắp rất lớn tình cảm cho con. Thật ra chị hỏi vậy thôi, nhưng mà chị nghĩ rằng con nít nó dễ lắm. Nếu mình thương nó thật sự thì nó sẽ cảm nhận được. Cho nên là mình hai cha mẹ khi mà mới về trong thời gian đầu phải cố gắng yêu thương chăm sóc bé nhiều hơn. Nếu chúng ta cho bé một cái không khí rằng đây là một gia đình thì chắc chắn chị nghĩ là cái gia đình của mình cũng rất là vui vẻ. Bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn bốc vài cái lá thăm nha, mình đọc lớn lên cho đối phương thực hiện cái yêu cầu ở trong đó. Anh hãy thể hiện hành động thường xuyên làm nhất khi đi cùng người yêu. Em có thể đứng lên được không? Được, em cứ làm thoải mái, muốn làm gì em làm. Đi xem bạn gái được không? Được luôn. Em đứng lên giùm anh nhé. Nếu như mà đi cùng bạn gái thì thường anh sẽ như thế này. Hoặc là hay nắm tay bạn gái, giống như kiểu là dìu dắt đi hết cuộc đời vậy. Nếu em là bạn gái ảnh thì ảnh thường xuyên với em như vậy khi ra đường thì em thấy như thế nào? Em rất là hạnh phúc và cảm thấy ấm áp. Trời ơi, chị cũng muốn nữa, thiệt tình. Mà về đi cưng, mình mới ví dụ thôi, chưa có bấm nút, mới ví dụ thôi. Tới phiên em nè. Nếu quen nhau, em nghĩ sao về chuyện sống thử? Chia sẻ thật lòng của em là em không muốn sống thử. Có thể là em hơi cổ hủ. Thực ra thì cái suy nghĩ của em cũng rất là giống với mẹ suy nghĩ của anh. Cái sự sống thử, nó tỷ lệ rủi ro nó cao lắm em ạ. Tiến tới thì không sao, mà không tiến tới thì nó sẽ lại để hậu quả rất là lớn sau này. Hay quá. Lúc đầu bạn gái đã có chia sẻ mình là nếp phụ nữ truyền thống. Hồi nãy em nói với chị là em có cặp mắt nhìn người đúng không? Đúng rồi. Giờ em cho chị biết cảm nhận của em lần đầu tiên khi gặp gỡ cô gái này là như thế nào? Một sự rung động không hề nhẹ. Một sự rung động không hề nhẹ. Đó là nhận xét em đối với em. Đúng rồi. Chị muốn em nhận xét về cô gái này. Cô gái này thì trong suy nghĩ của em là bạn ấy cũng có tình cảm với em. Thế còn em? Em thấy anh là một người chững chạc, cũng vui vẻ, dễ hòa đồng. Không hiểu sao nhưng mà chị Tường vẫn tin vào cái cặp mắt nhìn người của mình. Tại vì Tường cũng làm mai mối rất là nhiều cặp đôi rồi, trong suốt 5-6 năm qua rồi. Chị cũng hy vọng rằng là các bạn sẽ đến được với nhau. Cơ hội dành cho em để thể hiện nè sự mạnh mẽ, sự nam tính và sự tự tin của mình. Em có cái gì đó dành cho cô gái này để bày tỏ cái cảm xúc của mình không? Tại vì em nói là em có sự rung động không hề nhẹ. Hôm nay đến gặp em ở đây là một cái điều rất là duyên mà chương trình đã tạo cho chúng mình. Anh hát tặng em một bài. Một vài câu thôi em nhé. Rồi. Nếu anh nói anh vẫn chưa yêu là thật ra anh đang dối mình. Còn anh nói chót đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em. Nếu anh nói anh muốn xa em là thật ra anh mong tấn gần. Còn anh nói đã muốn quên em rồi là trong tim anh luôn có em. Trời, tôi xúc động quá, tôi muốn khóc luôn nè mọi người ơi. Thật sự á, tin chị đi, cảm xúc của chị cũng rất là mạnh. Và chị cũng nhìn nhận vấn đề thường là hay đúng á. Là chị hy vọng rằng cặp đôi này sẽ có thể đến được với nhau. Chị cảm thấy được sự chân thành từ hai bạn.
Bây giờ thì cái giây phút quan trọng cũng đến ha. Quyền là ở các bạn nha. Hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm này. Chị Tường sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu như chúng ta thật sự rung động và nghĩ rằng người này có thể là một nửa yêu thương của mình thì chúng ta mới nhấn nút. Còn nếu chúng ta không rung động và cảm thấy nó không đúng thì chúng ta không bấm, không cần phải lịch sự. Bởi vì khi mình bấm là mình trao cái duyên cho đối phương. 1 2 3. Tôi biết là hai bạn sẽ bấm mà. Rồi mời em trai qua bên này đứng với bạn gái luôn. Hồi nãy nắm thử, bây giờ nắm thiệt nha. Và hy vọng rằng là cái đôi tay mạnh mẽ của em phải luôn nắm chặt đôi tay của cô gái ấy. Hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Rất dễ thương, anh hùng em nhé, lại gật đầu. Dì Tường chúc hai bạn sẽ sớm có những cái tin vui báo cho dì Tường cũng như báo cho chương trình nha. Gửi tặng các bạn, đây là những cái chiếc vé xem phim của hệ thống rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Chúc hai bạn có một không gian xem phim, trò chuyện với nhau rất là dễ thương. Nãy giờ Tường cũng có ngồi tâm sự với mẹ của em bên ngoài. Chị muốn mời mẹ em vào để chứng kiến cái giây phút này của hai đứa em được không? Được. Cô ơi, con mời cô. Cô vào đây đứng với hai con nha cô nha. Con thay mặt chương trình chúc cô được nhiều sức khỏe. Có một ngày nào đó gần đây cái cô sẽ gửi thiệp mời, cô báo tin vui của hai trẻ cho tụi con nha. Cảm ơn cô, cố gắng lên em trai nha. Cảm ơn. Cô ngồi ở bên ngoài khi cô quan sát cuộc trò chuyện của hai em thì cô có suy nghĩ như thế nào cô? Cô thấy thì nhìn thấy cháu này thì nói chung là cũng được. Đã bị đổ vỡ một lần, cái đấy là cô không quan trọng. Cô muốn là sao cuộc sống thực tế bây giờ lo cho con gái của cô là được. Biết lo cho gia đình, kính trên nhường dưới là cô yên tâm thôi, chứ còn cái quá khứ cô không quan trọng. Con rất là cảm ơn cô đã hiểu cái hoàn cảnh của con. Nếu sau này con với lại em đây mà đến được với nhau, con sẽ cố gắng là làm tốt hơn những gì mà những người độc thân đang làm cho em. Có con riêng thì mình thương nó thương mình. Nếu mà mình mà đã thương con chồng thì con chồng nó cũng thương mình như mẹ nó thôi, chứ không có sao cả. Nghe mẹ nói tuyệt vời không? Rồi, chúc mừng gia đình của mình nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều mọi người đang theo dõi chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 10 giờ thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chương trình được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh FPT Play. Và chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Trời ơi tuyệt vời. Đó. Ai cũng chu đáo hết trơn ha. Ngon lành chưa? Rồi. Giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái xinh đẹp bên nhà gái của tôi. Chà, phong cách rất là Tây Âu nha. Một trang phục và cái áo giống như một cái party sim, đôi giày nó hay lắm. Bây giờ chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là giới thiệu về bản thân. Mời chàng trai ngồi ghế đỏ giới thiệu trước. Em tên là gì? Em tên Thuận, quê Bình Định, sinh năm 1988. Công việc hiện tại em làm ở thành phố Hồ Chí Minh, là chuyên viên bất động sản của tập đoàn Hưng Thịnh. Bình Định vô đây lâu mau rồi? Dạ em vào đây khoảng 3 năm rồi. Mới 3 năm thôi hả? Hèn chi vẫn có bóng, vẫn còn giống giọng Bình Định nguyên si ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em thích ca hát, thích xem phim, đi du lịch, phượt. Đi phượt được tới những đâu rồi? Dạ, em phượt từ Bình Định vào đây bằng xe máy luôn. Wow, đi bao lâu tới từ Bình Định vô đây? Dạ, từ Bình Định là sáng khoảng 4 giờ đến xuất phát thì khoảng 8 giờ, 7 giờ tới. Trời ơi, chạy một hơi từ Bình Định vô luôn. Dạ, ý là khi mà đi một mình ấy, còn bình thường mà nếu đi chơi thì thời gian nó dài hơn. Và rất thích nấu ăn, hồi giờ là thích nấu ăn cho người yêu hơn. Hồi giờ thích ăn cho người yêu. Dạ. Mà đã nấu ăn cho người yêu chưa? Dạ có rồi.
Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Nấu rồi mà người yêu vẫn bỏ. Trời ơi, buồn ghê chút xíu nữa mình sẽ nói tới chuyện trường đó. Chưa biết ai bỏ ai. Chưa biết ai bỏ ai vậy. Chưa biết ai bỏ ai hả? Chưa biết ai bỏ ai đâu. Điểm yếu mình là gì? Dạ, điểm yếu của em là hay quên. Không có tật xấu gì nhưng mà nhậu thì ít thôi. Mấy lon? Em ấy đô chắc khoảng 10 lon. Trời ơi, 10 lon mà ít. Chắc khoảng 10 lon rồi hả? Khoảng 10 lon, ok. Đó là thông tin của bạn trai ngồi ở ghế màu đỏ. Ngồi ghế màu đỏ giới thiệu về mình đi nè. Em chào anh Hứa Minh Đạt. Em chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thanh Thảo. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng mà em sống và làm việc ở Sài Gòn thì khoảng 13 năm rồi. Hiện nay em đang là chuyên viên tư vấn về tài chính và bảo hiểm của công ty bảo hiểm Nhân Thọ. Dạ, hôm nay em tới với lại nguyên cả công ty em. Dạ, hỏi chị em ạ. Hỏi chị em của em luôn hả? Hai bạn nghe cũng giống giống nhau ha. Toàn chuyên viên tư vấn. Điểm mạnh miếu em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em cũng có một chút về gu thẩm mỹ. Với lại em cũng thích trang trí nhà cửa. Nói chung là em thích đẹp á. Có thể tả sơ về căn nhà cho anh coi được không? Nhà của em thì tông chính sẽ là màu hồng. Wow. Xám ạ. Thì em sẽ bố trí cái ghế đọc sách. Rồi không gian coi tivi. Và bếp nút vậy. Ôi, anh tưởng tượng là mọi người phụ nữ thích màu hồng mà ăn mặc lại có cá tính gì vậy hả? Em có một quy tắc đó anh, là mặc đồ không màu hồng. Mặc đồ không màu hồng nhưng dạ, căn đúng. Nhà là trang trí màu hồng. Đúng rồi. Lý do kỳ. Tại vì màu hồng nếu mà không khéo thì nó lại bị sến á. Quần áo thì đa số em làm màu tối thôi. Wow, rất là người phụ nữ rất là có gu. Em thì thích đi du lịch thì hầu như là ở Việt Nam thì cũng có thể là từ Nam ra Bắc. Em cũng đi nhiều nước ở Đông Nam Á và Châu Á. Dạ, thì cái mục tiêu của em là làm việc và đi du lịch. Cho nên đó lý do em ở. Sao? Đó là điểm mạnh em à? Dạ. Trời ơi, hiếm có người phụ nữ nào khoe cái điểm mạnh gì lắm ta. Rảnh rỗi thì em hay đọc sách, thỉnh thoảng thì em vẽ tranh. Lâu lâu em rủ họ bạn đi đạp xe. Đi đạp xe? Dạ, đạp xe, đi dạo phố rồi ăn uống gì đó bằng xe đạp á anh. Wow. Dạ. Với lại thường là em cũng sẽ đi trekking, đi leo núi với họ bạn của em. Trời ơi, bên kia cũng đi phượt đồ. Thấy có vẻ hợp gu đó. Điểm yếu thì em hơi cầu toàn á. Tại vì em thích đẹp á, thì cho nên là em sẽ thích mọi thứ được chỉnh chu. Thì đôi lúc có những cái mà mình nhờ người khác làm, người ta không làm ý mình á. Thì mình có hơi khó chịu á. Với lại điểm yếu của em là hơi trễ giờ. Hơi trễ giờ. Dạ, ví dụ như hẹn 7 giờ thì chắc 7 giờ 15 em mới có mặt. Đó là những thông tin rồi. Của cô gái ngồi ghế màu đỏ. Rồi, mời chàng trai ngồi ghế màu xanh. Dạ, em tên là Nguyễn Hà Nam, năm nay em 33 tuổi. Em đang là lập trình viên, em đến từ Bình Phước. Hiện tại đang sinh sống ở quận Thủ Đức. Mình vào đây vậy là được bao nhiêu năm rồi? Em vào đây được 15 năm rồi. 15 năm rồi? Dạ. Xác định ở đây luôn? Dạ. Thì mục tiêu thì khoảng 35-36 tuổi. Mà giờ ba mấy rồi? 33 rồi? Dạ. Là còn 3-4 năm nữa à? Bây giờ mua được cái móng chưa? Mua được khúc nào rồi? Mua được cái nền. Dạ. Mua chưa? Không, từ từ. Anh ngờ bây giờ là dạ, được rồi. Có móng cái nền ở đâu vậy? Mua ngoài Vũng Tàu thì mình đầu tư. À, cái đó là đầu tư thôi. À. Mai mốt lời bán mới mua thành phố. À, đất nền thì nó khoảng 100 mét vuông. 100 mét vuông. Hồi đúng đó mua nhiêu? Giờ tôi định giá bán luôn trên sóng luôn nè. Mua 1 tỷ. Mua 1 tỷ. Dạ. 100 mét vuông. Dạ. Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Trời, bây giờ tí nữa ai mua không liên hệ các Tường. Thiệt, trời ơi, có thông qua cò luôn hả Tường? Không ăn tiền cò. Hay quá à. Bà Mai không được. Ăn tiền cò, dạ tí nữa bán không? Không chị, không chị. Chứ bao nhiêu mới bán? Chờ lên 2 tỷ rồi bán. Chờ lên 2 tỷ mới bán? Dạ. Ghê ghê ghê, đầu tư kinh doanh quá. Tự nhiên có mấy đất 2 tỷ mặt đẹp trai lên liền ha. Mặt sáng liền. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em là người hòa đồng, vui vẻ, thích kết nối với mọi người. Em cũng thích chơi thể thao, biết lắng nghe, chia sẻ. Còn nhược điểm của em thì là nó nhỏ, gặp người lạ thì ít nói. Chị đâu có lạ đâu, có mặt chị quen quá trời lạ gì. Dạ. Nói lớn lên nha. Dạ. Hòa đồng là sao cũng được. Mà sao cũng được là mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Mua 1 tỷ bán 1.5 tỷ được rồi. Vâng. Sao cũng được, mua 1 tỷ đòi bán tới 2 tỷ. Chán ghê vậy. Cái đấy hòa đồng quá là gì? Quá. Hòa đồng vừa vừa thôi chứ đừng hòa đồng quá. Tự tin chưa cô gái? Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Dạ, chào anh Hứa Minh Đạt ạ. Dạ, chào chị Cát Tường ạ. Dạ, chào hai bạn trai ạ. Em tên là Võ Thị Đợi. Võ Thị gì? Đợi ạ. Đợi chờ quá ha.
Năm nay em 30 ạ. Hiện tại em đang là giáo viên mỹ thuật, tức là sẽ dạy vẽ và dạy làm các đồ thủ công cho các bé trường mầm non. À, dạy trẻ con từ 1 đến 6 tuổi. Dạ. Hay quá. Phải kiên nhẫn lắm em ha. Dạ, em ở Quảng Ngãi. Em vào Sài Gòn từ năm 2013. Chính năm. Nhận bằng anh ghế xanh á. Có 2 tỷ chưa? Không chị, không có. Rồi, giờ điểm mạnh điểm yếu nè. Điểm mạnh của em thiếu tay. Như là em sẽ biết nấu ăn, em sẽ biết vẽ, em sẽ biết làm các đồ thủ công. Thường thường rảnh rỗi thì em cũng có chạy bộ, em cũng có tập yoga. Điểm yếu của em thì em cũng có hơi vô. Có nhiều lúc cũng hơi tự ti về bản thân tí. Tại sao phải tự ti bản thân? Em tự ti điểm nào bản thân mình? Tại vì giống như là nhiều khi em cũng có tính cầu toàn. Làm một cái công việc gì đó mà cảm giác giống như là mình làm mà mình làm không tốt á, nhiều khi giống như là bị dồn lại, cảm giác bị thất vọng của bản thân. Lúc đó em sẽ bị tự ti về bản thân. Có những lúc trong những giai đoạn người ta cũng sẽ bị stress, bị căng thẳng, bị tự ti. Cái mình ngồi mình gạch những cái đầu dòng, lấy cái viết cái bút ra gạch gạch những cái đầu dòng mình cần cái gì, mình tự ti về cái điểm nào, mình gỡ rối từng việc từng việc từng việc một, nó sẽ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chuyện tình trường để coi coi các bạn có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu hay chưa. Bây giờ chàng trai ở cái màu đỏ. Em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình. Mối tình đầu là mối tình học trò. Chỉ được là đơn lâu? Phương thôi. Đơn phương thôi hả? Dạ đơn phương, nhưng mà từ cấp 2 đến cấp 3. Trời cũng dài dữ ha, mấy năm trời ha. Còn mối tình thứ hai thì gắn bó hơn 2 năm. Cũng dẫn ra mắt hai bên. Cũng định cưới nhưng mà do bạn đó gọi là tính cách hơi trẻ con, kiểu như giận dỗi nhắn tin chia tay. Thì lần đầu thì mình xin lỗi, thì lần thứ hai, lần thứ ba, vậy xong lần thứ ba em im luôn luôn, chia tay luôn. Chia tay một phần là bố mẹ họ đã không thích mình, với lại em không muốn người đó trưởng thành tí. Mối tình thứ ba của em thì chỉ là cho nhau cơ hội nhưng mà tìm hiểu như một tháng nhưng mà không hợp. Nói chung là bạn đó cũng dẫn ra mắt em hết rồi, giới thiệu bố mẹ hết tất cả luôn á. Vậy được trời, rồi. Có một tháng trời mà. Nhưng mà bạn ấy nhanh quá, em thấy mình kiểu như chưa gì mà nhắn, kêu như tết em gì đó là mời em điên dở luôn. Có gì, ủa trời, cái gì trời, mới gặp nhau thời đại. Lần. Ủa bình thường, gặp nhau một lần mà người ta mời đi về nhà ăn đám giỗ gia đình là người ta quá nghiêm túc đàng hoàng rồi. Em sai. Đàng hoàng nhưng mà em thấy nghĩ là nếu mà quen nhau thì giống như từ từ, tại chưa gì mà ra mắt gia đình em cũng mới đâu gặp có ra mắt cái gì đâu, ta mời về chẳng có một cái cơ hội về nhà bạn bè cũng về nhà ăn dỗ gia đình được vậy. Tại em nghĩ nhiều quá đó, người ta có nói em cưới mà ta sao? Không có kêu ta cưới em không? Dạ không. Em nghĩ quá xa, dồn dã quá. Em là hơi, tôi thấy không được rồi đó, tôi thấy không được rồi đó. Hơi gọi là phong kiến cổ hủ và lạc hậu. Dạ em đâu cô hủ. Không phải, sợ bị dính bẫy. Bẫy gì? Tự nhiên sợ bị dính bẫy tiên vừa về. Xong nói chung là xả quá đúng không em? Ý là mình yêu đã bị bỏ rồi, sau này mình cũng sợ nữa. Rồi em nói lời chia trời tay luôn. Trời ơi là nói trời, em tình yêu mà cái gì giống cũng sợ. Chia tay nhưng mà ý là tại vì em nói thôi để chú tâm vào công việc của mình trước. Theo em là giờ bao lâu thì mình mới đám cưới? Em nghĩ là một năm. Một năm. Và bao lâu mới được rủ về nhà? Dạ nếu mà tôi về tôi khó tính lắm, dẫn về nhà càng tốt thì càng sớm. Vậy sao người ta rủ mình về nhà mà tôi vẫn còn cay cái vụ đó nha? Tại vì em không có cảm xúc với người đó nữa. Thì phải cho rõ là tại mình không có cảm xúc. Có cảm xúc là mình xúc trước rồi phải không? Cho tôi hỏi một câu nữa, mà rốt cuộc lúc đó có đi ăn đám giỗ không? Dạ không. Dạ không. Không luôn. Trời đất ơi, nhưng là có vụ người ta mời mà không có đi. Và bị tuột mút rồi, mất cảm xúc. Muốn kiếm người bạn gái như thế nào nè? Ngoại hình thì dở nhìn, những nơi mà quan trọng hay là đi bạn bè thì mình ăn mặc gọn gàng. Mặc đồ hơi sexy chút xíu được không? Dạ được. Có xăm bông xăm hoa chút xíu được không? Dạ bình thường chị, tại vì em cũng có xăm. Em xăm đâu vậy? Rồi dạ, em xăm trên ngực thôi à. Hình xăm chỉ là trái tim dưới chim bồ câu bay. Có khắc tên ai không? Khắc tên em thôi à. Đàn luôn hay một con? Đàn. Xăm đàn chim luôn. Dạ. Một đàn chim gấp trái tim bay đi. Rồi tình yêu em sao? Dạ em có 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên thì em quen anh đó chắc được một năm, anh đó lớn hơn em 7 năm tuổi. Thì em với anh đó thì cũng dự định là em ra trường sẽ kết hôn. Nhưng mà vì một số lý do cho nên là em với anh đó không đến được với nhau, cho nên là chia tay. Vì một số lý do thời tiết. Ví dụ hay, như lý do tôn gì? Giáo ạ. Mối tình thứ hai thì nó cũng kiểu yêu xa thôi anh. Hồi lúc là cùng ở Sài Gòn nhưng mà sau đó bạn đi du học. Thì cho nên là em thấy cũng không có tiến triển không được tiến triển đó. Không tiến triển luôn, yêu xa. Còn mối tình sâu đậm nè.
từ sao động thì em quen 7 năm lận. Wow! Wow! Oh no. Bao lâu? 7 năm. 7 năm mà sao không cưới vậy trời? Thật ra là lúc đó tụi em quen nhau là thời sinh viên đó chị. À. Cho nên là sau đó thì đi ra mỗi người sẽ có một công việc riêng. Với lại em thì em muốn kết hôn, nhưng mà bạn có thể là bạn còn lo sự nghiệp á. Em với bạn thì vui vẻ thôi, vui vẻ ra chấm dứt. Và bây giờ vẫn thỉnh thoảng cà phê chung với nhóm bạn chứ không có ghét nhau gì hết. Trong một mối quan hệ nghiêm túc thì em dự định bao lâu thì sẽ tiến tới hôn nhân? Em thì ví dụ như quen nhau 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. 1-2 tháng mà thấy hợp cưới luôn cũng được. Ông kia cũng sợ nữa. Đừng có rủ ông về nhà sớm nha không? Ông kia cũng sợ nữa. Rớp rẻn quá ông sợ á. Sợ, nói gì cho chứ. Rồi sau đó là còn mối tình nào nữa không? Dạ không. Do em sau khi chia tay thì em tập trung vào sự nghiệp nhiều quá. Rồi. Cho nên là em không có thời gian. Với lại yêu lâu quá cái bị lười á chị. Rồi, không giờ hơn. Muốn tìm người như thế nào là giới thiệu đi nè. Mẫu hình lý tưởng của em là bạn nam cao hơn em tầm khoảng 1m72-1m75. Em thích con trai có nụ cười đẹp á. Trời, bên kia này cười đẹp quá trời. Wow, bầy chim bay con 2 tỷ đẹp ha. Bên chim bay tên 2 tỷ đẹp phải sợ. Người đàn ông đó phải suy nghĩ chín chắn một chút. Thích đàn ông nó ít là nhiều hơn. Hy vọng ngày hôm nay em sẽ tìm được một nửa của mình. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chàng trai 2 tỷ. Chàng trai 2 tỷ. Nụ cười đẹp kìa. Em có mấy mối tình rồi? Em nói lớn lên nè. Mối tình nào khả? Hả? Dạ. Lo gì? Chưa trải qua mối tình nào hết. Giỡn hoài chắc. Yêu đơn phương? Yêu đơn phương thì có, nhưng mà chưa có chính thức ạ. Có theo hai bạn mà theo mỗi bạn được 2 tháng thì hai bạn nó không đồng ý với em. Là có tỏ tình luôn mà người ta không đồng ý? Dạ. Cũng hẹn gặp được 2-3 lần gì đó. Mà bạn cũng bảo không hợp nên muốn chia tay. Chắc em nhạt quá chứ gì. Dạ cũng là. Từ đó tới nay bao lâu rồi? Cũng 5-6 tháng rồi. Mới 5-6 tháng này thôi? Dạ. Còn nguyên cái tuổi thanh xuân của em làm gì không có bộ? Chắc tại ham chơi á. Em chơi cái gì? Nhát gái á. Thì em chơi game. Trời. Bây giờ nếu có bạn gái thì mình sẽ làm gì cho bạn gái? Dẫn đi du lịch, thì dẫn đi ăn rồi coi phim. Đáng quá, thật luôn. Trời ơi. Dẫn đi du lịch làm gì? Thì chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Chuyện riêng của hai người. Dẫn đi du lịch để hai đứa chơi game. Rồi ông biết làm chuyện riêng không? Sẽ có kinh nghiệm hay... Sẽ có kinh nghiệm, chưa làm sao có kinh nghiệm. Thì ai cũng phải mới mà chị. Nhưng mà em mới, nhưng mà người ta đâu chắc gì người ta đã mới. Thì họ hướng dẫn mình thôi. Họ hướng dẫn mình, có đóng học phí không? Trời ơi. Em nhiều khi có khi học giỏi quá được thưởng. Học giỏi quá được thưởng. Được, biết nói chuyện. Học giỏi được thưởng gì án nha cưng. Trời ơi. Còn Nguyên nó trời ạ. Thôi tôi sợ mấy cái ca này lắm, nghe tôi mà nghe trai mà chưa có bạn gái hóc hát tôi nổ hết trơn vậy. Chết thiệt không á. Rồi bây giờ muốn tìm người như thế nào nè? Quan tâm đến em. Có biết lắng nghe, chia sẻ. Rồi có định hướng ở Sài Gòn này. Mình có hào hoa phong nhã không? Hay là keo kiệt bủng xỉn? Tôi hỏi thẳng vấn đề. Tại vì ba mấy tuổi mà chưa có bạn gái. Đi ăn. Ai trả tiền? Em trả tiền. Đi du lịch ai trả tiền? Thì tùy chuyến đi đó thế nào. Ủa em rủ người ta đi mà. Tùy là thấy mà đúng đúng rồi đó. Em rủ mà. Trả tiền. Em trả tiền. Dạ. Hay là hùng? Hùng đi vậy. Hùng đi vậy. Hùng hả? Hùng hả? Trời ơi bà. Mới nói em trả tiền giờ hùng. Trời ơi là hùng trời. Hùng đi thì nó dễ. Có tiền hùng không? Dạ. Đi du lịch không em? Vui lắm. Thì có người rủ đi du lịch. Cũng muốn đi du lịch á. Nhưng mà chưa hùng. Ai rủ. Có hùng. Hùng. Thôi bây giờ nè. Chuyện tình yêu em đi nè. Dạ em thì em có 7 mối tình nhưng mà. Bạn biết chi? Nghe ghe lại. Cái gì? Em thì em có 7 mối tình nhưng mà. 7 mối tình nhưng dạ. Mà. Đúng rồi. 7 mối tình nhưng mà sao? Nhưng mà trong đó thì yêu song phương là 3 mối tình. Dạ có một mối tình là em đương phương người khác, còn lại là người khác thích em. Cái mối tình đầu là cái mối tình do làm em bị tổn thương nhiều, cho nên là thật sự em bị thất vọng nhiều quá. Mối tình đầu thì rất là nhanh và em vô tình là người thứ ba mà em muốn biết. Cái mối tình nó kéo dài bao nhiêu lâu em mới phát hiện em là người thứ ba? Tầm 2 tháng thôi. Từ sao mình phát hiện ra được? Tại vì mọi người đều chơi chung một hội á chị. Xong rồi thì hoạt động chung thì đi thì gặp nhau thôi. Rồi. Em là người chủ động không nói gì hết, em nhận. Đơn phương là cái anh chàng đó có biết em yêu đơn phương không?
BBK vui trọn vẹn ấm tình thân. Sau này em có nói thì anh cũng kêu thì anh có biết, nhưng mà anh coi em là em gái thôi. Là cái giai đoạn đó là sau mối tình đầu. Cái mối tình là gần đây nhất là bạn của em. Hầu trước tìm hiểu nhau khoảng 3 tháng, quen biết nhau lâu rồi. Giai đoạn sau này em có gặp lại bạn thì em biết là bạn thích em. Sau đó em quyết định là cho hai đứa cơ hội để tìm hiểu nhau. Nói chung là cũng không vượt qua được cái khoảng cách địa lý. Kiểu như là hai đứa đều công việc ở hai nơi khác nhau. Em là quyết ở trong này, bạn kia đã ở ngoài quê. Dạ đúng rồi. Yêu xa. Cho nên là quyết định dừng lại. Dừng lại luôn. Vậy bây giờ em muốn tìm người như thế nào nè? Trưởng thành. Để em có thể tin tưởng được, tạo cảm giác an toàn khi ở bên cạnh. Sẽ bảo vệ em. Dạ đúng rồi, tại vì em cũng cảm giác mình cũng hơi kiểu hơi rụt rè hơn nhé. Cao hơn em là được. À. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến của năm người phụ nữ như kia đi. Chào các anh chị, em tên là Nguyễn Thị Nga. Em là bạn của chị Thảo bên kia. Dạ, tụi em là đồng nghiệp luôn ạ. Rồi là trong công ty tụi em rồi mất không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Mà theo ý kiến của em thì là sẽ không có chọn ai hết. Sẽ không có chọn ai hết. Rõ ràng mặt lạc. Rồi, mời bạn kế bên. Em cũng cảm thấy là cũng không chọn hẳn anh nào. Mời bạn kế bên. Tiếp nè. Nếu mà phải chọn một người thì em thiên về anh màu xanh hơn. 2 tỷ đi, ok. Mời em. Em nghĩ chắc hai anh này không hợp với chị Thảo. Là không chọn ai hết? Dạ, không chọn ai hết. Rồi, mời tới em. Theo tính cách và quan điểm của Thảo thì em thấy hai này không phù hợp với Thảo. Cảm ơn bên họ nhà gái nha. Thật ra đó là ý kiến để cho những người chơi có thể tham khảo, và lại cho khán giả đang xem chương trình có cái ý kiến thêm tham khảo cho vui thôi. Còn đương nhiên mỗi người đến đây người ta sẽ có tự có cái chính kiến, bởi vì tình yêu là nó cảm xúc, và cảm xúc thì không ai điều khiển được, không ai có ý kiến được. Nghe bình luận em không muốn mở cái này luôn á. Hả? Nghe như bình luận em không muốn mở luôn. Mở đi. Mở cửa trái tim. Anh có cái thật sự. Dạ, cảm ơn anh. Đó. Dạ. Dạ, em cảm ơn. Bạn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Em thì em không có biết là ai là người phù hợp khi chưa trò chuyện. Nhưng mà em sẽ tặng cho cái người mà cùng màu quế coi như là quý duyên. À, trời ơi, quá tử tế. Quá tử tế Thảo ơi. Đọc coi cái tựa gì vậy? Dạ, muôn kiếp nhân sinh. Muôn kiếp nhân sinh. Wow, em thích đọc sách ha. Thích đọc sách là hợp rồi đó ha, thấy hợp gu rồi đó ha. Dạ, em cũng có một món quà. Và em cũng tặng cho người cùng màu ghế với em. À. Dạ. Rồi qua tặng đi rồi, em. Rồi cái màu da màu hồng trên bàn là cái gì vậy? Dạ, tấm thiệp hồng trên bàn. Cái đó là... Cái đó tính sao hả? Cái hoa này em tự làm nó có ý nghĩa riêng. Ý nghĩa gì? Dạ, thì cái hoa đó là màu tím. Với lại nó mọc ở ngoài một cái dải màu trắng. Cái màu tím, sự trung thủy, còn màu trắng là cái sự tinh khôi. Thì em nghĩ là nó hơi gần giống với em. Còn cái màu xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Wow. Dạ. Bạn ấy học mỹ thuật cho nên là một cái món quà cũng rất là có giá trị nha. Dạ, em cũng tặng khán giả, tặng hai bạn gái nghe cái bài hát Vì Ngọc Đôi Môi. Khi thời gian đứng yên lại, qua duyên dài, ôi chiếc hôn đầu, giữa hai thề để mơ ngày ngất đắm say vì ngọt đôi môi. Cho dù mai vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu trầm đứng muôn nghìn kiếp, vẫn yêu một mình em thôi. Quá tuyệt vời. Tới bên em. Dạ, em xin hát bài Hơn Cả Yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngàn sóng, vượt qua đại dương, vượt qua cả những nỗi đau. Quên rồi. Chị từ nãy giờ cứ nhìn đằng bé. Tỷ rưỡi đi là thành công lên chương trình ngày hôm nay thôi. Rồi, mời hai em gái. Dạ, em xin hát một đoạn trong ca khúc Cảm ơn tình yêu của Yên Linh. Rồi, cảm ơn tình yêu. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu.
và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi hát lên lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm như mai. Là trong cái đó là viết lời bài hát đó hả? Đâu có. Em không thuộc. Sao em có một đêm nhớ mãi hừ hừ không? Dạ không, em cầu hôn luôn. Cầu hôn luôn, bài hát mang tên gì à? Dạ cầu hôn. Cầu hôn luôn. Hôm nay em mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn gót anh đã tặng. Trên tay em cầm một đóa hoa tu cầu, loài hoa khi xưa anh thế. Mình hẹn nhau trên ngọn đồi đón nắng gió. Em có mang chiếc radio cùng bài nhạc, chờ anh em nhé. Em sẽ đến bên anh và nói, nếu mà có duyên thì em sẽ nói tới câu tiếp theo ạ. À, cảm nhận của hai bạn. Em cảm nhận bạn gái rất xinh và cũng có một quan điểm cũng phù hợp với em. À, cũng đi chơi, đi phượt, đi đạp. À, cho mình hỏi Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. À, đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng làm, đúng, cùng kiếm tiền và cùng cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em, để em cảm giác là em có thể tin tưởng em giao cuộc đời của em cho họ được, em giao cuộc đời của em cho họ được. Em xin phép hỏi hai anh luôn ạ. Hai anh thích mẫu người phụ nữ như thế nào trong hôn nhân? Anh thì thích người hiện đại. Anh mặc như thế nào nó phù hợp cái môi trường mình đi chơi. Mình thì mình thích người phụ nữ của gia đình, có thể chăm lo việc nhà tốt. Ví dụ như là công việc trong gia đình á, thì các anh có chủ động giúp vợ hay không, hay là phải để vợ nhắc mình giúp? Em thì thích được nhắc hơn là tự nhiên, tại em nghĩ là như vậy nó vui hơn. Trong khi em muốn người phụ nữ thì ở nhà là lo chăm sóc gia đình, lo cho chồng cho con, còn phụ thì em phải đợi người ta nhắc. Dạ. Vậy thì chắc em làm cha người ta quá, chắc em làm cha người ta quá. Thì nhắc thì em làm thôi. Còn em trả lời kìa. Ý là mình tự làm thôi. Ý em là để nó vui thôi chứ không phải là em không làm. Trời ơi, mà mỗi lần nhắc là wow á. Nhắc đâu có vui, nhắc là quạo. Tự làm mới vui, nhắc không, là quạo. Phụ nữ thì họ có cách nhắc thế nào vui chứ không phải là quạo. Trời ơi, không vậy là tại vì em là em mới trên sách vở thôi chứ em chưa có va chạm thực tế. Nhắc cái gì? Tình yêu có những cái phải tự làm nha, chứ nhắc là quạo đó. Nhắc cái gì? Như ở nhà anh à? Đâu, ở nhà 2, 3, vô. Ở nhà anh, vợ anh không bao giờ dám sai anh lau nhà, không bao giờ dám sai anh nấu cơm. Đúng. Không bao giờ biết sai anh dọn dẹp nhà cửa, không có sai gì hết á. Chỉ cần liếc một cái thôi là anh làm hết. Liếc một cái thôi là anh làm hết. Trời ơi, không có sai anh gì hết á, thiệt. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ thử cảm xúc với nhau đi. Hai chàng trai hãy lần lượt qua và xin phép được nắm tay hai cô gái, để chúng ta đo cái cảm xúc của bản thân, rồi về vị trí chúng ta quyết định có chọn hẹn hò với nhau hay không. Em có biết cái bài hát Vì Ngọt Tôi Ngọt có ý nghĩa gì không? Tại vì anh chọn cái bài hát này giống như cái muốn chọn một cái tình yêu ngọt ngào nhưng ít cây đắng. Mình giống như mình sẽ ngọt như cái nụ hôn. Rồi, mời em. Còn chờ gì nữa? Thực ra thì đến chương trình mình xác định có hẹn hò được hay không thì mình vẫn là bạn. Dạ. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn ha, rồi đến cà phê trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Dạ. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. Bây giờ là cái khoảnh khắc này quyết định rồi, quyền của các bạn nhé. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây là hết. Còn cơ hội của các bạn có muốn nắm bắt hay không là quyền của mình. Cho đối phương cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội. Và không cần lịch sự, thích mới bấm, không thích có quyền không bấm. Chứ không có phải lịch sự, mà đã bấm là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó. Rồi mời các bạn đặt tay vào nút bấm bên hông cái ghế của mình.
Nếu mình thích cái người nào ngồi ở ô ghế nào thì bấm mạnh vào cái nút cái ô ghế đó nha. Rồi mời các bạn nhìn thẳng về phía trước và nhắm mắt lại nghe hiệu lệnh của anh Đạt. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Mời các bạn hãy hướng mắt về phía trước và nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 Cái màu tím, sự chung thủy của màu trắng là cái sự tinh khôi, thì em nghĩ là nó gần giống với em. Còn cái màu xanh, xanh lá ở bên ngoài là em hy vọng là cái này là sẽ có một bạn nam bảo bọc em. Hy vọng sau chương trình này mình có thể gặp nhau, có thể làm bạn hay gì đó, được nghe trao đổi thông tin. Cảm ơn em. Thảo có quan điểm gì về tình yêu không? Em cảm thấy là em thích cái sự gọi là chia sẻ. Đúng rồi. Có nghĩa là em thích cả hai người cùng kiếm tiền và cùng tận hưởng cuộc sống. Nhưng mà có điều là em vẫn thích người bạn trai của em phải thể hiện được cái sự mạnh mẽ và bản lĩnh hơn em. Ba. Hai. Thực ra thì đến chương trình mình xác định có hẹn hò được hay không thì mình muốn là bạn. Dạ. Một. Dạ. Bấm mặt. Bấm đi. Hết thời gian. Đầu tiên là rất là tiếc vì ngày hôm nay sẽ không có một cái cặp đôi nào ghép đôi ngay tại sân khấu của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Tuy nhiên là Tường cũng muốn phỏng vấn các bạn. Trước tiên là tại sao em không bấm ai hết? Dạ, em thì kiếm một người phụ nữ vui vẻ. Có vẻ truyền thống một xíu, phù hợp với phụ nữ gia đình. Dạ. Vậy đây là chưa có ai phù hợp với mình. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn với em, cảm xúc hiện tại của em như thế nào? Nói chung thì cũng không có buồn gì vậy. Mình đã làm hết những cái gì mình cần làm. Tại nhiều khi mình nói trên này nó không hết được. Và nó không hiểu nhau nữa. Thì tốt nhất thì mình cho nhau ra. Nhưng mà chị vẫn thích em, nghĩa là mình thích thì mình cứ làm thôi. Mình làm theo đúng cái gì mình thích thôi. Đúng không? Chứ không phải là vì năm cô nàng dưới kia nói không hợp thì mình lại không bấm. Cho nên là chị rất thích em ở chỗ đó. Tại sao em không quyết định không bấm nút chọn? Em cũng thấy là đang chưa đủ để bấm. Chứ có anh nào có thể là nhưng em mà, cảm thấy được bảo vệ. Nhưng mà chị vẫn khuyên em một câu là phải tự tin lên, yêu thương bản thân mình thì cái năng lượng đó nó tươi sáng, nó tích cực á, nó mới tỏa ra được bên ngoài. Rồi còn cô gái xinh đẹp này của tôi sao cảm xúc chưa đông đầy phải không? Nghe năm cô bạn dưới kia nói thôi nên thôi đúng không? Suối luôn, nghe lựa bạn suối đúng không? Dạ không, thật ra thì bạn em thì ý kiến của bạn em, nhưng mà do là trong quá trình giao lưu thì ý là anh nó nhỏ quá thì đó là cái em không có cảm nhận được nhiều thứ. Em chỉ cố gắng làm sao cho đủ câu chuyện thôi, cho nên là trái tim em thì chưa có cảm giác được. Đúng rồi. Em cảm thấy là cũng có duyên gặp thì có gì sau này mình có thể làm bạn hoặc là thêm một mối quan hệ trong cuộc sống thì nó cũng tốt hơn. Kính thưa quý vị, mặc dù ngày hôm nay như chúng ta cũng đã thấy rồi là không có một cặp đôi nào được kết đôi tại chương trình, tuy nhiên thì Tường cũng xin thay mặt cho chương trình chúc tất cả các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe, thành công trong sự nghiệp của mình và sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Tôi chỉ khuyên các bạn là phải yêu đi, nhất là cái anh đó đó, phải yêu đi, bởi vì tuổi trẻ mà không yêu là nó sẽ phí hoài tuổi trẻ. Phải yêu thì mình mới cảm thấy cuộc sống này nó đẹp, yêu đời con người mình mới tươi mát, con người mình nó mới cởi mở. Còn những người mà không yêu, con người nó cau có, nó khó chịu, nó cáu gắt, nó đủ thứ hết trơn á. Yêu đi nghe chưa? Yeah. Bán miếng đất lấy tiền 2 tỷ yêu đi. Và xin gửi tặng cho mỗi bạn một phần sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm của chúng tôi không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho các bạn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó chính là gói premium của ứng dụng Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nha.
Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nha. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Quý vị thân mến, hãy nhớ khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình. Đó là vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn ứng dụng hẹn hò và những lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.